bàn bàn tính tính xô xô rô rô ban, ban, bàn tính xô rô ban, bàn xô tính xô rô ban. rô ban. Rồi các con cùng quan sát cho cô nào, bàn tính của cô có hình chữ nhật hay là hình vuông hay là hình tròn đây nào, các con Hình cùng chữ quan sát cho cô nào, hình gì đây các con, hình chữ chữ nhật. nhật. Bàn tính của cô có màu gì đây nhỉ, cô bàn tính của cô có màu gì, Màu chấm màu đỏ như thế. Trên thanh ngang này có những cái chấm màu đỏ gọi là điểm xác định. Nào các con nhắc lại cho cô nào, điểm gì nào? điểm xác định, Rồi, to hơn nữa nào, điểm gì nào? điểm xác Điểm định, xác định. Nào, điểm gì nào? điểm Điểm xác xác định. Rồi, đúng rồi, các con giỏi lắm. Rồi, cô chỉ giới thiệu tiếp cho các con một cái bộ phận nữa của bàn tính, bảng bàn tính Soroban. Đây, các con nhìn đây. Đây là những thanh dọc của bảng bàn tính đấy. Đấy, đây là những thanh dọc của bảng bàn tính đấy. Nào, các con nhắc lại cho cô nào. Thanh gì đây? Đúng thanh rồi, dọc, thanh gì đây? thanh dọc, Đúng thanh rồi, dọc, thanh gì đây nào? thanh dọc. Đúng rồi. Rồi, bây giờ nè, các con ơi. Các con có biết đây là những hạt gì không? Đây có phải là Hạt hạt cam không? không ạ, Họ đây có phải là hạt hồng không cả lớp? không không ạ, Ừ, vậy các con nghĩ xem đây là hạt gì nào? hạt cô gọi là hạt trên, À, trên cô gọi là hạt trên. à phía trên cô gọi là hạt hàng trên, và phía dưới cô gọi là hàng dưới. Nào, phía trên cô gọi là hàng gì các con? Hạt trên, À, phía dưới cô gọi là hạt dưới. Rồi, các con giỏi lắm. À, gì nữa hay? cột. Bây giờ hồn thế à, chúng mình còn muốn đi tìm hiểu những hạt bán kính trên mạng, những hạt bán kính trên bảng của cô nhau. Bây giờ cô Hồng sẽ dùng tay, cô Hồng sẽ dùng anh béo đẩy một hạt bàn tính lên, cô gọi là số 1 và lớp mặt của cô nào, số Số 1 và lớp mình coi khác nhé. Cô dùng anh béo, cô đẩy một hạt anh gì, cô anh béo, đúng rồi, số 1 cô dùng anh béo. Các con quan sát số 1 có mấy hạt đây, có mấy hạt đây các một hai con, mấy hạt nhỉ? một Một hai hạt. Và ở đâu của thanh ngang đây, số 1 nằm ở đâu thanh ở gần thanh ngang, ngang? Ở gần nè, có phải ở gần không con? Ở trên, ở dưới nhá, ở trên, ở phía trên và thanh ngang này, ở phía dưới và thanh ngang. Vậy thì số 1 nằm ở phía trên hay phía dưới và thanh ngang con? ở dưới. Ở dưới, đúng rồi, à số 1 nằm ở dưới thanh ngang. Vậy bây giờ cô đẩy số 2, con nhìn số 2 anh gì, Số hai số 2 anh béo, mấy hạt, hai hạt ở đâu? ở dưới. Ở dưới, đúng rồi, con thật là giỏi. Yeah nào, yeah. Bây giờ cô đẩy nè, số 3, Số số 3 ba anh gì, anh anh béo, mấy hạt, ba hạt ở đâu? ở Ờ, dưới. con thật là giỏi nè, yeah nào, yeah nào, yeah, các con thật là xuất sắc. Bây giờ cô có các con quan sát nhé, hạt số 5 ở bên trên bàn tính cô sẽ dùng anh gầy để gầy hạt số 5 nha. Cô sẽ đưa số 5 về gần với thanh ngang, gần thanh ngang này. Số 5 là anh kia không? Anh gầy, Gầy, anh gầy, bạn Phong nhầm rồi, số 5 là anh gầy. Bạn My rất là giỏi luôn, bạn Phong nhớ nhá, số 5 là anh gầy. Số 5 mấy hạt? một hạt Một hạt. Ở trên hay ở dưới thanh ngang? ở trên.
Ở trên đúng rồi, bạn Mi rất là giỏi. Bây giờ cô sẽ lấy số 6 này. Số 6 tay gì đây? Tay cua. Tay cua. Số 6 tay gì? Tay cua. Đúng rồi, bạn Mi thật là giỏi luôn. Hai cô sẽ cho bạn Mi thật là nhiều sao? Ha, số 6 mấy hạt? Hai hạt ạ. Hai hạt ở đâu? Ở dưới. Ở trên và ở dưới. Ở dưới ha, bạn Phong quan sát ở đâu? Một trên một dưới, bạn Mi trả lời rất là xuất sắc. Bạn Phong phải về học bài thật nhiều nha. Một trên một dưới. Bây giờ số 7. Số 7 tay gì? Tay cua. Tay của mấy hạt? Ba hạt. Ba hạt ở đâu? Ở trên, ở dưới. Giỏi quá, bạn Mi thật là xuất sắc luôn. Bây giờ số 8 tay gì? Tay cua. Mấy hạt? Bốn hạt. 4 hạt ở đâu? Trên, dưới. Bạn Mi quá là xuất sắc luôn. Có bạn nào có câu trả lời giống bạn Mi ra đây nhỉ? À, bạn nào cũng có câu trả lời mà chỉ thấy bạn Mi nói to nhất thôi. Yeah, một lần nữa nào. Yeah, các bạn khác cố gắng nói to lên nha. Không có gì phải ngại cả. Cô sẽ cho bạn nào nói to nhất thật nhiều sao, ngôi sao luôn. Nhiều sao là đổi được một hình dáng Elsa hoặc là một siêu nhân khác. Các con cố gắng nha. Bây giờ các con quan sát tiếp này. Số 9 tay gì? Tay của Tay của mấy hạt? hạ Ở đâu? trên dưới. Giỏi quá, hôm nay bạn Nhi giành được tối đa ngôi sao là 5 sao. Và lớp vỗ tay cho bạn Nhi và các bạn khác. Nào bạn Phong nhà nhìn Cô cô này. Vang ơi, Dạ. cô Vang ơi, em nói chỗ này luôn này nha, để cô khắc phục luôn. Tức là khi hạt gộp á, hạt gộp hạt 6, hạt 7, hạt 8, hạt 9 hỏi trẻ là mấy trên mấy dưới, chứ đừng có hỏi là mấy hạt. Mấy hạt ha, ví dụ nó nói 4 hạt. Ví dụ số 8 4 hạt. Số 4 nó cũng là 4 hạt. Nha, cô chỉ hỏi là mấy trên mấy dưới. Mấy hạt trên mấy hạt dưới hoặc là mấy trên mấy dưới. Một Bạn trên 3 dưới, một trên 4 dưới. Nha. Cô đó cô bị chỗ đó chỗ 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 đó thôi cô. Đấy, còn lại là rất là vui vẻ dễ thương. em cảm ơn cô, để em ghi lại ạ. Đang 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 tự nhiên nghe được cái khúc đó. May quá, cô bắt kịp. Nó cũng giống như finger vậy á. Khi mình giới thiệu số 5, số 5, số 6, số 6, từ số 6 trở đi mình hỏi số 6 là mấy béo mấy gầy. Mấy béo mấy gầy. Đúng rồi, thì số 8 ví dụ mấy béo mấy gầy thì bây giờ mình qua số 3 mình cũng ứng dụng như vậy. Mấy trên mấy dưới. Cô Tâm ơi, cô mở camera được không cô Tâm? Giờ đến được cô My nha. Cô Mỹ sống rồi cô Lao ơi. Bây giờ hả? Em đang học bên này. Còn cô Tâm là cô Lao. Em đang học bên Zoom nhỏ bên này. Em mới làm việc xong Zoom nhỏ đây, vậy em ngồi Dạ. nghe bên Zoom này thôi, vì em nhảy qua này em nghe với cô đang nói chuyện. Nghe đúng cái khúc cô Vang bị trục trặc chỗ đó. Có cô Tâm thôi á, cô làm. Cô Tâm ơi, cô Tâm ơi, cô ở đâu? Cô Lam giọng hát hay quá. Hello, hello, hello. Lam ơi. Dạ em đây. Sao bữa nay chị nhảy vào đây vậy chị? Em tưởng ai chứ? Chị nào đang ngồi luyện chữ Không, việc luyện chữ và phải truyền nghề cho tụi chị. em, truyền lưu huyết cho tụi em. Vậy em tưởng ai? Vậy chị nói tên lạ quá ta. Không có tên này đâu, phải tên Tâm đâu.
Không bảo là ngồi nghe các cô cũng vui vui, tại vì là chị cũng khoa nói kém nó, chị đang muốn đợt trước cũng đang mà muốn tham gia cái khóa mà giáo viên thu hút đấy, nhưng mà xong cứ bảo bận bận ấy, chẳng biết là có tham gia được không nên là lại thôi. Em học cái đấy rồi đúng không? Em học rồi, đợt này tham gia đi, 31 tháng 5 có khóa nè chị. Nhưng mà chị chỉ ngại là buổi sáng ngày nào phải luyện cái đấy nội dung như nào em nhỉ? Ví dụ như mình không có ngại là cái việc vào sáng hay là thời gian, không ngại là về vấn đề thời gian, nhưng mà vài ngại cái vấn đề mình có đủ tâm để mình luyện tập hay không. Tại vì vào rồi là luyện tập cực kỳ luôn, cực căng luôn. Phải live stream này kia, phải lên kế hoạch, phải viết những cái kịch bản này kia để mình quay video, quay đi video liên tục luôn á, và live stream liên tục. Nhưng mà sau một tuần, sau hai tuần nó sẽ rèn cho mình cực kỳ, nói cực kỳ luôn. Chị thấy hồi trước em nhát là nhát không, mà bây giờ thấy em nói không? Tại vì là thế em dạy được Zoom chưa? Zoom thì em vào em môi móc em điều hành rồi cũng được rồi, em làm này kia cũng được rồi. Zoom thì em chưa dạy, em đi theo cô Hiên tối tối nè, em có giờ đó có dạy online được đâu Zoom. Chị cũng muốn dạy Zoom lắm nhưng mà kiểu cũng ngại ấy, chưa mà cũng xem ở trên YouTube rồi cũng xem các thứ nhưng mà vẫn chưa đủ tự tin để dạy. Nên tham gia cái khóa này đi, em nói là tự tin ra hẳn luôn. Với lại cô có cái lộ trình cho mình. Em có động lực theo cái. Chị Tâm, với là cô có cái lộ trình sẵn cho mình hết rồi. Vào các bước nào nói cái gì là cô có hết rồi, mình chỉ ráp cái ý tưởng của mình vào thôi. Cái sườn là nói chung là cái lời văn này kia cô cũng biết ra sẵn hết luôn rồi á. Chủ yếu là cái khiếu nói của mình này kia nữa, mình tay chân mình này kia lo vô thôi. Có nghĩa là buổi sáng vậy mình dạy mà mình học trực tiếp luôn hay là học trực tiếp, cô Hiên dạy luôn. À thế ạ. Dạ. Chị đang nhút nhát cái khoản nói lắm, chị nói chị ngại lắm. Nhiều khi nói mình hiểu nhưng mình không diễn đạt được nên là mình hay ngại. Thành vậy mình vào mình học đi, em nói vào học đi. 31 tháng 5 vào, tại vì cái khóa này, khóa sau này cô Hiên sẽ cho mình nhiều cái giá trị khác nữa. Đồ tụi em học là chỉ live stream này kia thôi, làm gì có cô chỉ dạy online này kia đồ đâu, không có đâu. Vậy Zoom vậy gì cô đâu nói sơ thôi, cô đâu có dạy kỹ. Nhưng mà cái đợt này cô chỉ nhiều lắm. Em học đóng gói khóa học luôn. Cô dạy mình làm nguyên một cái bộ video giống cô để đóng gói khóa học lên để sau này mình bán cho phụ huynh hoặc bán cho thành thành cái sản phẩm mình bán được, mình kiếm tiền được luôn. À có nghĩa là mình tự quay video của mình xong này gửi cho phụ huynh hả? Quay video mà cái kiểu chuyên nghiệp như cô Hiên á. À. Đấy, cô bày cho mình làm luôn mà. Bày cho mình cách up lên ở đâu để có thể thu hút được phụ huynh, thu hút được khách hàng này kia. Up lên YouTube hay up lên đâu mình sao nó có bày hết. Quan trọng là mình vào mình chịu khó mình luyện cô à. Mình luyện là gọi là dậy từ mấy giờ? 5 giờ à? 5 giờ kém 15. Ờ thế em có tham gia cái nhóm mà buổi sáng mà cộng đồng startup à? Ừ. Đây em đang ngồi Zoom tối đây. Giỏi thế, ta bên nọ bên kia. Em vào nữa, Zoom sáng là bữa mấy hôm em vào nhưng mà đợt này em không vào nữa. Em học bên cô Hiên. Tại vì chị cũng vào cái đấy cũng được mấy hôm ấy, xong mấy hôm mệt quá. Đến tuần này lại không theo được. Các bạn là nhiều khi ví dụ như mình nhờ chị thì đang lăn tăn, ví dụ mình tập trung vào một cái gì đấy thì mình sẽ dễ hơn. Đúng chị rồi, lấy bóp này cái nọ cái này một tí cái kia một tí, vậy là phải chia thời gian ra, thế là nó không tập trung nhiều. Hôm nọ chị tự quay video xong mà về finger đấy, chị quay được đầu đến 3-4 bài đầu ấy xong. Lúc đầu quay thì mình ngượng, mình chả biết nói gì, lay hoay cả một buổi trưa, xong rồi phải quyết tâm là phải quay bằng được, thế là cũng quay được 4 bài. Thế là đấy hôm thứ bảy chủ nhật đấy, xong là bảo là quyết tâm phải mỗi ngày luyện một tí xong rồi quay lại, xong rồi nhưng mà cái live stream đấy thì chị chưa biết cơ. Với lại chị biết làm sao không? Mình làm một mình á, mình muốn làm thì làm, muốn nghỉ thì nghỉ, kiểu không có người thúc, không có động lực. Nó đúng phải rồi. Vào nhóm đồ đấy rồi phải có cam kết này kia đồ vậy, cái kiểu vậy mình bỏ tiền ra mình đóng tiền mình học, cái kiểu mình vậy mình mới có động lực mình học. Rồi có người này thúc người kia, người thấy bạn mình làm được, như mình là không làm được, học cái khóa đấy của cô thì học cái khóa đấy của cô thì có những nội dung gì em, ví dụ như là mình được học những cái gì ấy? Học live stream nè, học thành phần Zoom nè, cách dạy online,
Mỗi mỗi buổi vậy cô sẽ chia chia nhóm, mình chia nhóm rồi mấy bạn tự vào ấy, phòng Zoom, điều hành phòng Zoom. À, tự điều hành phòng Zoom là đúng không? Đúng rồi, có cách dạy online, dạy dạy phụ huynh học sinh luôn nha cô nha. Chết rồi, em bị gọi tên rồi, nhóm em gọi tên em rồi, chờ em chút. Thế nha, còn xong buổi đi nhắn tin chị buôn đi nha.